Thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau. Đồng Nai, hàng loạt nhà kho, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tân An. Hàng loạt nhà xưởng, nhà kho được xây dựng trên đất nông nghiệp biệt phủ được xây dựng trên đất nông nghiệp trái phép là những gì đã và đang diễn ra tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Liệu rằng chính quyền sở tại có hay biết? Hàng loạt nhà xưởng được xây dựng trái phép cùng với sự bất cập trong công tác quản lý đất đai tại ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang gây ra nhiều hệ lụy, gây mất mỹ quan đô thị, phá vỡ quy hoạch. Điều đáng nói là sự việc này đã và đang diễn ra rầm rộ nhưng chính quyền không hay biết cho đến khi báo chí thông tin. Đất nông nghiệp bị tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Tình trạng các nhà xưởng sản xuất không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường dẫn đến việc thải ra các chất thải công nghiệp gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Hiện nay tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp tại Việt Nam với nhiều khu công nghiệp và nhà máy lớn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển vượt bậc đó, tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Ghi nhận của phóng viên về tình trạng xây dựng trái phép, sai phép tại các thửa đất số 303 320, 319, 313 tờ bản đồ 60. Theo đó, hiện trạng các thửa đất trên là đất nông nghiệp nhưng chủ sử dụng đã tự ý xây dựng các nhà kho, nhà xưởng nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản xuất. Những nhà kho này được xây dựng kiên cố với diện tích lớn hàng chục nghìn mét vuông. Không chỉ vậy, nhiều nhà kho còn xây dựng gần khu vực an toàn, nằm dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế. Ông T, M, một người dân tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, cho biết những khu đất này chả hiểu sao nhà xưởng mọc tràn lan vậy, biệt phủ còn nằm trong khu vực nhà xưởng. Chả hiểu sao điện xung quanh nhiều thế họ vẫn xây dựng nhà xưởng, thậm chí nhiều kho, xưởng còn xả rác thải ra ngay cạnh phía sau, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Việc này diễn ra suốt đó nhưng không thấy cơ quan nào xử lý, xe ra vào thì toàn container kinh lắm, đường thì bé. Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Ngọc Đông, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân An và ông Đặng Thanh Tùng, cán bộ địa chính xã Tân An cho biết Ủy ban nhân dân xã cũng thường xuyên kiểm tra, hiện tại khu vực này đa số là xây dựng trái phép đã được xử phạt vi phạm về xây dựng. Về vấn đề ngăn chặn, chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, khi phóng viên hỏi vì sao chính quyền đã xử phạt nhưng đến nay tình trạng này vẫn đang tồn tại thì phía Ủy ban nhân dân xã Tân An không thông tin thêm. Những đơn vị xây từ trước năm 2024 đã bị chính quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Còn thông tin đơn vị đang xây dựng như phóng viên thông tin, chúng tôi sẽ giả soát kiểm tra mời lên làm việc xử lý sẽ thông tin cho phóng viên sau. Đại diện ủy ban nhân dân xã Tân An trao đổi thêm. Phóng viên tiếp tục thông tin về việc các nhà xưởng này trong quá trình hoạt động sản xuất đã xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường thì nhận được câu trả lời, chính quyền cũng sẽ yêu cầu các hộ phải thu dọn sạch sẽ rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảm ơn anh em thông tin, ông Huỳnh Ngọc Đồng nói. Còn ông Đinh Quốc Sơn, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân An cho biết Ủy ban nhân dân xã Tân An cũng đã mời đại diện các công trình xây dựng trái phép lên làm việc nhưng chủ hộ chưa lên. Sau khi làm việc xong với các hộ xây dựng trái phép, sai phép mà phóng viên phản ánh, phía ủy ban nhân dân sẽ thông tin cụ thể đến phỏng vấn. Tôi cũng đã nắm bắt được những gì anh em báo chí thông tin, qua kiểm tra giả soát đa số những hộ này đều xây dựng chui, xây dựng trái phép. Chúng tôi phát hiện là xử lý, lập biên bản, mấy cái này mới phát hiện mới biết đây, xã nó rộng mênh mông thế này nhiều khi không nắm được hết. Những trường hợp sai là chúng tôi lập biên bản và xử lý, ông Sơn trao đổi thêm. Thiết nghĩ, Ủy ban Nhân dân xã Tân An cần tăng cường công tác quản lý và giám sát việc sử dụng đất, đảm bảo các hoạt động xây dựng đều tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra định kỳ, bám sát địa bàn, xử lý sớm các trường hợp manh nha xây dựng trái phép, tránh để việc xây dựng hoàn thành lại gây thêm nhiều phiền toái trong công tác tháo rỡ, cưỡng chế. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu cần áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm, bao gồm phạt hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm và chuyển cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình chống đối. Trên Bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư media môi trường đô thị a.gmail.com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.